Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, gọi tắt là công ty AIC, từng được xếp vào danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Danh tiếng lẫy lừng khi bà là người thành lập đế chế AIC, tham gia cung cấp thiết bị y tế giáo dục khắp các tỉnh thành. Để AIC liên tục trúng thầu, bà Nhàn không tiếc tay chi tiền, thao túng lãnh đạo tỉnh, sở ngành và chủ đầu tư. Trong vụ vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tái dựng đường đi của dòng tiền hối lộ mà bà Nhàn dùng để chi quan hệ. Theo cáo trạng, công ty AIC chuyên kinh doanh trang thiết bị y tế. Công ty có vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 5 tỷ đồng, đến lần thay đổi thì chính tăng lên 1.000 tỷ đồng. Trong vụ đấu thầu cung cấp thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với tổng trị giá gần 670 tỷ, thu lợi bất chính gần 150 tỷ. Để dễ dàng trúng 16 gói thầu, bà Nhàn không tiếc tay chi tiền thao túng lãnh đạo, tỉnh, sở ngành và chủ đầu tư. Cùng với đó, bà còn thành lập ban thư ký tài chính thực hiện việc thu chi đối ngoại, tức hối lộ theo chỉ đạo của bà. Nguồn tiền ban có được từ việc nâng khống giá thiết bị do các công ty sân sau chuyển về. Suốt hơn 10 năm, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiều lần nhận lót tay. Với việc giúp sức cho AIC trúng thầu từ năm 2010 đến 2015, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai 6 lần trực tiếp nhận tiền từ bà Nhàn, tổng cộng 14 tỷ rưỡi đồng. Ông dùng phần lớn số tiền nhận hối lộ để gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản, chi tiêu cá nhân. Cũng nhận số tiền 14 tỷ rưỡi đồng, cựu Chủ tịch tỉnh ông Trinh Quốc Thái được bà Nhàn chi hối lộ trong 14 lần. Số tiền này, ông khai cho hai con đi du học nước ngoài, chi phí một số việc trong gia đình. Cựu Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ 6 lần, tổng cộng 14 tỷ 800 triệu đồng. Trước khi phiên tòa diễn ra, ba cựu lãnh đạo tỉnh nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Thưa quý khán giả, đây là đoạn clip được ghi lại vào tháng 6 năm 2019 khi Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho xe cuốc vào cưỡng chế dự án trái phép Alibaba. Nguyễn Thị Tú Trinh từng chỉ đạo nhân viên đập xe của đoàn cưỡng chế và từng được cộng đồng mạng gọi là nữ tướng Alibaba. Thế nhưng sáng nay tại phiên tòa, bị cáo Trinh bật khóc khi tự bào chữa cho mình với đầy nỗi xót xa. Mất mát không chỉ là tiền, tương lai, thanh xuân. Với mức án mà viện kiểm sát đề nghị, thực sự không biết có còn kịp thấy người thân. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba liên quan đến bị cáo Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành và 22 đồng phạm. Tại phần luận tội, đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, 27 tuổi, nhân viên pháp lý công ty Alibaba, từ 16 đến 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tự bào chữa tại tòa, bị cáo Trinh gặm gùi cho biết với vai trò là nhân viên trong thời gian làm việc tại công ty, bị cáo tin tưởng và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thật sự nó một đau lòng là một cử nhân luật, bị cáo hôm nay đứng trước vài móng ngựa, đứng trước lao lý, bị cáo phải đánh đổi từ danh dự, tuổi trẻ, sự nghiệp. Cũng bởi do am hiểu thủ tục pháp lý, Trình được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo làm thủ tục đăng ký thành lập 20 trong tổng số 22 pháp nhân trực thuộc công ty để lừa đảo. Bị cáo Trình còn tham gia tìm quỹ đất để lập dự án không có thật, soạn thảo các biên bản hợp giấy ủy quyền, lập hồ sơ pháp lý cho các dự án ma. Trình được xem là cánh tay phải đắc lực để Nguyễn Thái Luyện tung hoành các chiêu bài lừa đảo. Bị cáo Trình còn đứng tên nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại tỉnh Đồng Nai và sau đó ủy quyền lại cho vợ bị cáo Luyện. Tại dự án này, công ty Alibaba lập hơn 170 nền đất ảo và chuyển nhượng gần hết nền, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. Ở chốn pháp đình, nhiều phiên tòa với không khí căng thẳng nghẹt thở, nhưng cũng có những phiên tòa diễn ra đẫm nước mắt đầy xót xa. Người đàn ông 70 tuổi đến tòa với đôi chân khập khiễng luôn ngóng về phía các con. Ông là bị cáo, còn con ông lại là bị hại. Nhưng trên danh nghĩa cha con hay bị cáo bị hại đều mang trong cười hai nỗi đau giằng xé. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Mỹ mức án 20 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, 9 tháng trước,
ông Mỹ dùng dây kẽm cột lại cửa trước ba căn nhà liền kề ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nơi các con và người thân ông đang ở. Sau đó ông lấy xăng tưới lên, đốt cháy. Người dân ở gần phát hiện tri hô, mọi người thoát thân kịp thời nên không ảnh hưởng tính mạng. Hội đồng xét xử xác định bị cáo Mỹ phạm tội có khả năng làm chết nhiều người, có tính chất côn đồ nên cần xử lý nghiêm. Còn chính thẩm phán Bích Duyên, vụ án giết người mà tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử lỗi thuộc về cả hai phía, bị cáo và người bị hại. Không còn quan trọng lỗi lầm thuộc về ai trong vụ án này, mà tất cả đều lặng người hướng ánh mắt chứng kiến tình thân bộc phát trong thời điểm éo le. Tại phiên tòa, ông bắt đầu nhận lỗi của mình, chợt khóc sau khi con gái kề tai nói con thương cha trong nước mắt. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Quang Thị Bích Duyên nhớ lại diễn biến phiên tòa đau lòng về tình thân, tình cha con của bị cáo Lê Văn Mỹ mà không cầm được nước mắt. Bị cáo Lê Văn Mỹ cao tuổi, bị lãng tai nên hội đồng xét xử cho phép con gái ngồi bên cạnh. Khi tòa hỏi đến động cơ, mục đích phạm tội, bị cáo liên tục lắc đầu không nhớ. Chủ tọa lại hỏi trong gia đình bị cáo thương ai nhất. Sau khi nghe con gái thông dịch lại, bị cáo liền quay sang chỉ vào cô con gái và nói cha thương con nhất. Cô con gái liền sau đó cũng kề tai cha nói trong tràn trụa nước mắt con thương cha nhất, sao cha không thương cha? Cha đi đốt nhà cha đốt nhà con vậy cha? Nói rồi hai cha con bị cáo ôm nhau khóc nức nở. Theo hồ sơ vụ án, ông Mỹ và bà Tê kết hôn năm 1971, có với nhau 5 người con. 2 năm trước vợ ông chuyển sang ở chung với cậu con trai. Không biết có phải do bực tức việc vợ và các con không quan tâm, chăm sóc hay vì lý do nào khác mà ông Mỹ nảy sinh ý định đốt 3 căn nhà của các con trong khuôn viên đất gần nhà mình. Thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên chia sẻ, phiên tòa khép lại, nhưng nếu nói về bị cáo, người cha cô độc ngoài 70 tuổi cũng rất đáng thương. Tuy ông sống cạnh con cháu nhưng ít được chăm sóc đúng cách nên tâm trạng u buồn dẫn đến rạn nứt quan hệ cha con, ông cháu. Vậy là trong một đêm suy nghĩ tiêu cực đến đỉnh điểm, tận bi kịch của gia đình đẩy bị cáo, một người cha, người ông ngoài 70 tuổi vào dòng lao lý, trong xót xa đau lòng của cả gia đình. Dư luận vẫn còn đang xôn xao về vụ án ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên. Lần này lại do mâu thuẫn tranh chấp đất. Nổi lên là lòng tham, lợi ích kinh tế, sự đố kỵ nhiều khi lấn át làm mất đi tình cảm trong gia đình. Suy cho cùng, cả hai vụ án cũng xuất phát từ sự thờ ơ, vô cảm của những người thân trong gia đình. Một khi yêu thương, sự quan tâm và bao dung đủ lớn thì tất cả những nghi kỵ hơn thua đều được xóa nhòa.